Còn cái này không bằng chất liệu carbon, không biết nó có ấm không. Ui công an, không đi được, sao quay về luôn. Trầm nhẽo gà đủ không mà kiếm cái đường test cho anh em thì căng quá. Giờ biết kiếm điện rồi. Ok, hello anh em ha, lại là Hoàng đây. Thì cái chiếc bình xăng của mình đợt trước mình gắn á, nhiều anh em cũng hỏi quá rồi. Nói chung anh em cũng khá là quan tâm về cái bình xăng này của mình ha. Thì cái bình này có tên là RRXG anh em ơi. Đó, mình gọi bình xăng của mình. Nói chung là cái thiết kế kiểu là như mấy chiếc xuồng vậy anh em, thẳng dặn cái là nó nạp nó xả luôn anh em. Đó, còn ốc xăng ốc gió gì nè. Đó, hiện tại nói chung là xe mình ra đường đi tour rồi đi được thôi nha. Đó, nhưng mà kiểu nó còn hao dư xăng cả đầu. Hiện tại mình đang kêu ông cậu mà sản xuất cái bình này nè. Nói chung là đặt cái bình này đặt bên tay qua nó, nhưng mà ông cậu đó chuyên canh hay thì này kia, nói chung cũng hơi bị đỉnh anh em. Đó, lấy cái bình này về, nói chung là bình này bữa giờ nói chung anh em Sài Gòn đang mày quá trời rồi nó, nhưng mà cậu đang đặt hai cái bếp này là hai cái bếp dạng xăng. Nói chung cái này là không có bếp xăng đồ như cái mấy bình xe khác, canh xăng là phải xài hai cái núm đó, nhưng mà giờ đang đặt về, hỏi về thì mình đi canh lại rồi mình quất lại. Nói chung mình chủ yếu là mình muốn trải nghiệm. Mình lấy cái bình xăng này về là mình quay cho anh em xem, sẵn tiện nó mới, cái gì nó mới thì mình đi trước mình trải nghiệm, nhiều anh em ở đây chưa biết thì mình trải nghiệm cho anh em xem thử nó tới đâu đó. Cái đó là cái sự trải nghiệm của mình, mà nhiều anh em vô bình luận kiểu tô xích quá, anh em chửi mình ngu rồi này kia, trùng tiền này kia, thì ai chả là biết vậy, ai chả biết là mấy cái bình như Yoshimura hay là Xr này kia giờ gắn vô nó ok, tại nó lâu rồi, mười mấy năm, hai chục năm rồi thì người ta mày ra rồi, còn bình này mới ra. Nhưng cái bình này tầm vài năm nữa thôi thì nó mạnh, nó hot hơn sao anh em mà. Kiểu như mình thích trải nghiệm cái mới mẻ mà nó, mình thích trải nghiệm cho anh em coi, mà nhiều anh em chửi mình quá. Đây là chiếc hẹn. Nói chung hai chiếc này giờ nói chung ok hoàn hảo rồi đó. Còn mà nay thì mình đi canh chiếc Suzuki của mình. Suzuki mình để bên kia. Tại mới vô anh em biết đó, mới vô cái set bồ mới, nhưng mà cái cổ bò mới, cái form nó khác. Vậy là cái lon bồ mới nữa anh em, không có tiêu này kia. Với lại máy mình cũng mới rô ra lại. Sẵn tiện mình lên mình kiểm tra, mình đỉnh deno rồi, nói chung mình kiếm thêm chút béo cho Suzuki coi. Suzuki mình thì giờ hiện tại hết bình rồi. Bạn cái áo khóc rồi cái coi. Mình phải chạy qua mình hàng cái xăm so nữa anh em. Bắt đầu mình cái cầm mình chạy lên, mình hàng vô mình đánh deno cho anh em coi. Nói chung là vỗ béo anh em. Cái lon này gắn vô nhìn hợp form hơn ha. Suzuki mình để rất là lâu rồi, hết bình. Anh em nè, không sáng luôn, đời không nổ luôn. Giờ biết nạp cái nổ không đây. Không nổ thôi. Quét luôn, giờ phải chạy lên cái tiệm làm bô. May quá. Ha, bô nổ là không anh em. Ui. Nó không phải chát, M3 cũng thuộc dạng ấm rồi anh em, tại nó tiêu quân lỷ đàng hoàng. Đó, còn vô này thì leo carbon anh em, leo carbon titan. Này ông anh mình thiết kế làm riêng cho mình, tặng mình anh em, tổng chuyên titan thôi. Ui. Nói chung không gắn tiêu thì chạy được, đời 200m nữa, đá dưới đầu luôn á, dặn lẹ lắm. Xe không có tiêu thì anh em biết rồi. Đó, nhưng mà xe mình đi tour mà, xe mình đâu phải chạy đường phố đâu. Có xe nào đi đua xe đường phố mà gắn mình xăng dầu đâu chứ. Xe mình hiện tại giờ vẫn ngọt ngào rồi, nhưng mà mình nghĩ gắn cái tiêu vô mình đi nô rồi cho ok. Sẵn lên mình coi kiểm tra cái bình sạc đồ này kia, lỡ mày nó bị chết á anh em. Để sắp tới còn đi nhiều cái tour mà, nói chung cái xe nào trong trạng thái ok hết đó thì mình dựng ở nhà, rồi mai mốt ai đủ đi tour mình dứt liền thì nó ok hơn. Nỗ lực không anh em? Tiếng bùi thôi khỏi phải nói, còn đúng là leo carbon anh em. Wow, nổ. Xe mình thì đi phố lúc nào cũng nhẹ nhàng rồi này kia rồi. Cái cặp táo mình định đổi cái cặp mâm anh em. Chán 5 cây Simboy rồi, không biết anh em là có cái mâm gì mà ok góp ý mình hoặc là thấy đẹp không, đi thử coi anh em. Phòng lại hả? Chị qua báo ông anh mình hẹn cái xăm xô cái. Anh lên hàng xăm xô giùm em cái anh lên.
cho em qua đánh dyno cái. Có xăm xô luôn này. Dạ. Cổ khác. Đợt trước là cổ nó vuông quá, giờ cái form này thòng thòng rồi cho đẹp. Linh biết bắn này không? Bắn này thì có đục, có con. Hay lên anh Sơn bắn ra. Nói chung con thôi là bắn. Anh có đồ bắn rồi đúng không? Anh không có con à? Nào muốn móc bồi ghé qua anh này cho anh này đâm. 185 trường trinh rồi, đường 2 chiều anh em. Giờ mình chạy qua mình quýnh đây nua. Anh em ngó gì á? Ui. Chán có cái bô không? Làm vòng vòng gì á, mình lây hay cả buổi chiều đâu phải là làm ơi. Làm tùm lum hết anh em, làm nhiều lắm. Lây hay cả buổi chiều luôn á anh em. Con lỗ này, tiện tiêu này, hàng xăm xo này, bắn nẹp này hả? Mất cũng cả tiếng mấy hai tiếng. Chiều mà đi còn chưa nắng mà làm xong cái bô à. Chắc là không kịp dyno đêm nay rồi. Mình còn phải tháo quần áo ra này kia nữa. Mình chạy qua cho ông dyno anh em. Gắn cái tiêu vô rồi nó nhìn nó hiền hơn. Đó, nhưng mà cái xe nó không có lanh mấy ga đầu. Tại vì nó thì anh em mở tiêu ra thì anh em đề 200m hả? Gắn cái tiêu vô thì anh em đi hậu. Mà xe mình sẽ đi tour mà. Vậy cũng được. Ok anh em, này để nhẹ cái là nổ. Canh chỉnh xong hết rồi. Xe để lâu quá nó chết cái bình, với lại thẳng tiện thay cái sạc luôn anh em. Giờ nên nên nô là ngọt ngào rồi. Ra chạy thử coi. À, công nhận cái bô này nó nổ hay anh em. Mình mới gắn cái tiêu vô anh em. Làm cái tiêu 36. Đợt trước mình đi 34. Đó, nhưng mà mình kiểu thấy nó cũng còn hơi thoáng. Bí anh em. Với lại đợt này là mình đi cái cổ. Đợt trước mình ra tới 35 nữa anh em. Giờ mình ra 32 thôi. Đó, cho nó nhỏ lại chút. Nhưng mà ngoài sau nó bắn ra phơm như vậy. Đó, coi thử nó đẹp chứ không. Tại đợt trước anh em thấy không, cái cổ bô mình nhìn bự quá. Đó, nãy hơi thôi. Nó hơi thoát ra hoài hết. Đó, nay đi ở nhỏ hơn nữa, coi thử nó sao. Đó, công nhận cái leo này nó hay anh em. Thòng lại nghe tiếng ồ. Mà đa số mấy bô leo đã nổ tiếng bình thường của nó là nó đã sao ta, nó đã ấm rồi. Còn cái này không bằng chất liệu carbon, không biết nó có ấm hơn không. Ui, công an không đi được, thôi quay về luôn. Tiếu gì chứ mày. Gặp mấy anh em vãi trưởng. À, chợ nay ngày gì mà đường nào cũng có mẹ ta. Nổ ganh tì này anh em, nhuyễn không? Vậy mình nói nó bấm lên. Anh em nói gì á, mình đi làm cái bô này không gắn đi gắn lại cũng hết đâu đó cũng phải 2 tiếng hồ anh em, đeo carbon. Cái chất liệu titan được cái anh em biết sao không? Lúc đó nó nóng thì nó cũng nóng nhanh lắm, nhưng mà nó hết nguội nhanh lắm, 5 phút cái anh em rửa cái bô nó hết nóng liền. Bô cực ấm, đi cái tiêu 36 anh em. Ở đây là bắn lên cái bảng tên đoạn hòn nè, rồi ở đây cũng trên cổ cũng bắn là gì đoạn hòn nè. Chứ giờ ngọt ngào ok hết rồi anh em. Giờ chỉ còn chầm nhẹ ga đủ không? Mà kiếm cái đường test cho anh em thì căng quá. Giờ biết kiếm đâu đây. Này đẹp quá, làm chấm hình coi. Trời, hết sợi của màu 7. Trời. Ok chưa anh em? À, không có đường nào mà để test hết. Thôi, về nhà đi cho lại. Này có điểm rồi đó. Còn ẹt chứ riêng mình vẫn ở nhà thôi. Tưởng nay mình đi ra mình test đồ cho nên chạy 2-3 số đồ coi thử, nhưng mà không có ấy. Nhá nhả, nhá nhẹ là nhõng, nhá nhẹ là nhõng à. Xe giờ căng cực rồi, ngọt ngào, bao lanh, bao tơ.
má không có đường anh em. Ở mình là đang bị bao quay công an đồ này kia, nói chung mình cũng nỡ nang ra chút, công an công cụ rồi vậy mà đi ra làm cái gì. Trời ơi, sắp tới anh em nó mình mới đi tour chiếc rim rồi nó, nhưng mà chiếc rim này đang trong quá trình là tìm ra con số bí ẩn ở cái bình xăng thông minh RGS đó anh em đó. Nhưng mà đang kiếm cái bét, đang đợi gỡ bét về anh em, nó chưa có rồi nhưng mà đang chờ giờ đợi canh lại một đợt nữa xem nó như thế nào, sau đó là mình sẽ đi tiếp, mình trải nghiệm thử cái bình nó đi tour xa rồi thử mấy cái móc rồi này kia nó có ổn không, với lại có thử nó có mạnh hơn không. Mạnh thì chắc chắn thấy mạnh hơn là đó anh em, mình cảm nhận thì nó mạnh hơn cũng khá là nhiều nha, thì tiền nào nó cũng của đó mà anh em. Wow, xe đi trong làng trong sớm rồi, nói chung hoa mất tình cảm chút. Ủa nói chung cũng không to mấy nhưng mà nó ấm ấm ấm, nhưng mà nó cũng hơi ồn ào. Vậy đó. Wow, ở cho mình view cảnh đẹp không anh em, mình thích ở quê vậy nè. Chiều chiều mà đi ngắm đường ngắm xá là nó vậy đó anh em. Kiểu ruộng đồng đồ hoang sơ. Hợp lý không? View này tới công chuyện. Để mình chờ người đường vắng vắng là mình chạy thử cho anh em coi. Chứ mà có người được chạy nó không có hay cho mấy. Mình thì mình thích lịch sự anh em. Chả qua dòng đời xô đẩy thôi, nhớ có ai muốn đâu, ai đâu mà muốn nè, đúng không? Công an ta, nói công an để tôi biết tôi chạy thẳng luôn chứ gì. Không phải đâu má, giờ mà bắt 7 triệu rồi chắc hới tiền luôn, hết tiền luôn anh em ơi. Giờ mà bắt 7 triệu rồi chắc hết tiền luôn. Đường đông quá mình không dám chạy anh em đó, mà nói chung là ngọt ngào rồi, không có đường lớn đấy mà dặn anh em, số 4 là đóng rồi đi luôn rồi anh em. Thôi nếu mà không có duyên thì mình để bây giờ sau mình đi tour đi anh em hả. Ba nói chung là siêu quất mình thì sang cổ dễ ngọt lắm, FI mà anh em, nhưng mà không có đường để chạy, trong làng mình thì mình cũng không thích chạy mấy đó, dặn là đi rồi đó. Thôi vậy đi để chạy lát nữa ồn ào ta đánh giá mình anh em. Mình trong làng cũng sớm, mình ít có đi dòng xe đổ lắm, chắc có mình đi quay thôi, chứ bình thường mình đi ở nhà mình đi xe dinh hết anh em ơi. Nói chung mình làm gì là mình trao mình nói nang người ta chút chứ, chứ lúc nào cũng ồn ào thì người ta ai cũng có chịu mà anh em, nên mình chỉ có đi quay mới đi xe đổ thôi. Ui trời bực mình chứ. Ôi ok, video mình tới đây là kết thúc. Anh em nào xem video thấy hay nhớ cho mình một like đăng ký nha, đừng quên để có ý tưởng hay cũng bình luận ở dưới. Ok, chào tạm biệt tất cả anh em. Bye, chiếc xe đây. Bye bye anh em.